Xin kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc thông báo rằng trận lũ lụt sông Dương Tử số 3 vào năm 2022 đã hình thành ở thượng lưu dòng chính sông Dương Tử ở tỉnh An Huy, nằm ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, tiếp tục vượt quá mức cảnh báo. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc từng khẳng định người dân vùng lũ hy sinh lợi ích của bản thân và tính đến tình hình chung và tự nguyện hy sinh đóng góp. Tờ Nhân dân Nhật Báo thậm chí còn đưa tin sông Dương Tử và sông Hoài đang trong tình trạng khẩn cấp. Lực lượng dân quân An Huy được điều động khẩn cấp. Điều này cho thấy tình hình lũ lụt là khá khẩn cấp. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin sông Dương Tử và sông Hoài Hà đang trong tình trạng khẩn cấp. Dân quân An Huy khẩn trương nhập ngũ. Khi mưa xối xả dần di chuyển về phía Bắc, hệ thống sông Hoài Hà cũng vượt mức cảnh báo, buộc cổng Huawei Hàng Giang Ba ở huyện Phù Nam, tỉnh An Huy phải mở cửa xả nước. Theo báo cáo của Nhân dân Nhật Báo, hàng trăm dân quân và người dân địa phương đã có mặt tại cổng Hoàng Giang Ba, các đập để kiểm soát lũ và các khu vực khác đã được tuần tra và tăng cường để bảo vệ nhà của họ. Quân khu An Huy đã tổ chức hơn 60 cựu chiến binh cùng đảng viên, dân quân biệt kích cùng hàng chục dân làng tuần tra cứu hộ, gia cố con đập trên kè sông Hoài dài hơn 1.000 mét. Việc xả lũ ở Giang Jaba đã làm ngập lụt nhà của 200.000 người. Nhìn lại trận lũ số 2 của sông Dương Tử ở Trung Quốc trong năm nay và đầu tháng này, lưu lượng dòng chảy lớn nhất là 53.000 mét khối trên giây. Trận lũ đã được dự báo là nghiêm trọng nhất. Về vấn đề này, truyền thông nhà nước Trung Quốc thậm chí còn tuyên bố rằng để tính đến tình hình chung, cư dân của khu vực chứa lũ đã đánh đổi sự an toàn của các khu vực xung quanh và hơn 100 triệu người với một ngôi nhà và 200.000 con người, một tinh thần bất diệt. 38 tỉnh của Trung Quốc, 48 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thưa quý vị, trước nguy cơ lũ lụt gia tăng trên lưu vực sông Dương Tử, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay thừa nhận rằng lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở một số tỉnh và khu vực và tình hình kiểm soát lũ rất nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu Đảng và các cơ quan chính phủ làm tốt công việc giúp đỡ những người gặp khó khăn, ngăn chặn tình trạng tái nghèo và tái nghèo do thiên tai. Năm 2022 là năm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra để đạt được mục tiêu xây dựng một xã hội vừa phải thịnh vượng về mọi mặt. Cũng là năm mà Tập Cận Bình đưa ra tất cả các khu vực nghèo khó, tất cả các tầng lớp nghèo khổ phải được đưa ra khỏi nghèo đói. Tất cả các quận nghèo khó sẽ được đội nón ra đi và sẽ cùng nhau bước vào mục tiêu xã hội thịnh vượng vừa phải toàn diện của năm giảm nghèo toàn diện. Mạng tin tức CCTV đưa tin rằng ông Tập Cận Bình đã đề cập rằng mực nước của hồ Động Đình, hồ Po Yang, hồ Tây Hu và các hồ khác ở sông Dương Tử, Hoài Hà và các lưu vực khác gần đây đã vượt quá giới hạn cảnh báo và Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang, thiên tai lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở những nơi khác, gây ra thương vong và thiệt hại tài sản. Tình hình kiểm soát lũ lụt là rất nghiêm trọng. Ông Tập Cận Bình cho rằng chúng ta đã bước vào thời kỳ quan trọng đối với công tác phòng chống lũ lụt. Cấp ủy chính quyền các cấp phải củng cố trách nhiệm, dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Cán bộ lãnh đạo các cấp phải ra tiền tuyến, chỉ huy tuyến đầu, tổ chức cán bộ và quần chúng có biện pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa. Làm tốt công tác quan trắc, cảnh báo sớm, điều tra đê điều, hồ chứa nước, ứng phó khẩn cấp, tái định cư cho đồng bào bị ảnh hưởng, nỗ lực cứu hộ, cứu nạn, cứu người, làm hết sức mình để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Ông cho rằng, cơ quan quốc phòng Trung Quốc, Bộ Quản lý Khẩn cấp, Bộ Tài nguyên nước và các bộ phận khác cần tăng cường phối hợp tổng thể và triển khai một cách khoa học các lực lượng cứu hộ và vật liệu cứu hộ thảm họa. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân cần tham gia tích cực vào công tác cứu hộ và cứu trợ thiên tai. Ông Tập Cận Bình yêu cầu tất cả các khu vực và các bộ phận liên quan phải lập kế hoạch cẩn thận để tái thiết sau thiên tai, khôi phục trật tự sản xuất và sinh hoạt càng sớm càng tốt, đồng thời làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Đồng thời, phải tận tâm làm tốt công tác hỗ trợ giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn, không để xảy ra tình trạng tái nghèo do thiên tai gây ra.
Mưa sửa xả ở lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc vẫn tiếp tục và mực nước ở cửa hồ Poyang đạt mức 22,5m lúc 4 giờ chiều. Điều này rất quan trọng đối với sự an toàn của các con đê. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ngay lập tức quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt cấp độ 3 lên cấp độ 2, đồng thời lãnh đạo cấp bộ trưởng đã dẫn một đội đến Giang Tây và các nơi khác để hướng dẫn cứu trợ thiên tai. Cơn lốc lửa ở Mỹ khiến 689 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị khán giả, như chúng tôi đã biết, tuy trái đất là hành tinh có thể sinh sống được của con người, nhưng không phải lúc nào cũng ấm áp, ổn định, thỉnh thoảng sẽ có một số thời tiết khắc nghiệt trên trái đất. Trong đó, lốc xoáy là một tình huống dữ dội và có sức tàn phá khủng khiếp thì thật đáng sợ biết bao. Cơn lốc xoáy lớn nhất thế giới có phải là lốc xoáy? Vậy hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Cơn lốc xoáy lớn nhất thế giới đáng sợ như thế nào? Lốc xoáy là một hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trên quy mô cục bộ, thường xảy ra khi một luồng không khí quay giống như ống rỗng thẳng đứng giữa nền của một hệ thống mây thẳng và bề mặt bên dưới, thường gặp ở các vùng nhiệt đới và ôn đới. Thường thì nhiều lốc xoáy nhất là ở Mỹ, người ta nói trung bình mỗi ngày có 5 cơn lốc xoáy. Vậy cơn lốc xoáy lớn nhất thế giới khủng khiếp như thế nào? Thực tế thì cơn lốc xoáy lớn nhất thế giới cũng ở Hoa Kỳ, đó là cơn lốc lửa của Hoa Kỳ. Người ta nói rằng 689 người chết, vì vậy nó là một hiện tượng thời tiết rất đáng sợ. Một cơn lốc xoáy là gì? Lốc xoáy là một hiện tượng thời tiết khắc nghiệt thường xuyên xảy ra ở nội địa Mỹ, miền Tây Australia và phần đông bắc của bán đảo Ấn Độ. Lốc xoáy không có sự khác biệt theo mùa và có thể xảy ra vào bất kỳ mùa nào. Lốc xoáy được tạo ra bởi lực cắt của gió gần bề mặt, chuyển động thẳng đứng và năng lượng không ổn định, và dông bão thường là nguyên nhân chính gây ra lốc xoáy. Lốc xoáy là một loại thảm họa khí tượng, và dự báo thời tiết hiện đại có thể dự đoán sự xuất hiện của lốc xoáy thông qua các quan sát tần số cao, nhưng vẫn không có gì chắc chắn 100%. Những cơn lốc xoáy lớn nhất ở đâu? Tuy lốc xoáy là hiện tượng phổ biến, nhưng có nơi lại xảy ra lốc xoáy, có nơi không có lốc xoáy. Do đó, trên thực tế, số lượng lốc xoáy xảy ra ở Hoa Kỳ nhiều nhất. Số lượng lốc xoáy xảy ra mỗi năm khoảng hơn 1.000 cơn lốc xoáy. Người ta nói rằng trung bình có 5 cơn lốc xoáy xảy ra mỗi ngày, vì vậy nó là một trong những cơn lốc xoáy thường xuyên nhất trên thế giới. Bí ẩn về cơn lốc xoáy kỳ diệu, 689 người chết trong cơn lốc xoáy lớn nhất thế giới. Tôi tin rằng nhiều người đã từng nhìn thấy lốc xoáy, hầu hết mọi người đều đã từng xem trên TV. Khi lốc xoáy xuất hiện thì dưới bầu trời đen kịt có một cái vòi voi dài, trông rất đáng sợ. Vậy bạn có biết cơn lốc xoáy kỳ diệu được hình thành như thế nào? Trận lốc xoáy lớn nhất thế giới khiến 689 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Hãy cùng xem bộ ảnh lốc xoáy kỳ diệu này nhé! Cơn lốc xoáy lớn nhất thế giới. Dù ở ngoài đời hay trên TV, tôi tin rằng ai cũng đã từng nhìn thấy lốc xoáy. Lốc xoáy trông rất đáng sợ, những đám mây vũ tích đen kịt trên bầu trời và chiếc vòi dài như vòi voi thật rùng rợn. Thực chất hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này được hình thành khi thời tiết vô cùng bất ổn. Là loại gió xoáy mạnh sinh ra do chuyển động đối lưu mạnh của không khí kèm theo cột mây hình phễu quay tốc độ cao. Tốc độ gió ở gần tâm có thể đạt 100m/giây đến 200m/giây và cực đại là 300m/giây, nhanh hơn bão tạo ra trên biển. Tốc độ gió tối đa gần tâm cao hơn vài lần, nó vô cùng nguy hiểm. Cơn lốc xoáy ma thuật có hình dáng kỳ lạ, phần trên là mây vụ tích dày màu đen hoặc xám, phần dưới là cột mây hình phễu rủ xuống có hình vòi voi, nhỏ, nhanh, dữ tợn và ngắn. Lốc xoáy thường cực nhanh với tốc độ gió thường từ 50-100m/giây và đôi khi lên đến 300m/giây, vượt quá tốc độ âm thanh. Lốc xoáy giống như một chiếc máy hút bụi khổng lồ, khi đi qua mặt đất, mọi thứ trên mặt đất sẽ bị nó cuốn đi. Sau khi đi qua các hồ chứa và sông, nó thường thổi tung các cột nước, thậm chí có khi cả đáy hồ chứa và sông được tiếp xúc. Đồng thời, lốc xoáy có thời gian tồn tại ngắn, thường chỉ vài phút hoặc vài chục phút, nhiều nhất là vài giờ, nói chung di chuyển 10m đến 10km thì hết vòng đời. Cơn lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử là cơn lốc xoáy mạnh nhất ở Hoa Kỳ vào năm 1925. Vào ngày 18 tháng 3 năm 1925, một cơn lốc xoáy mạnh đã xảy ra ở Hoa Kỳ. Nó di chuyển với tốc độ 96,6 km/giờ và vượt qua đông nam Missouri, nam Illinois và Indiana. Cơn lốc xoáy Tristrate ở phía bắc Anna di chuyển 354 km, gây thiệt hại lớn về tài sản, làm 689 người chết và 1980 người bị thương. Đây là trận lốc xoáy lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới. Những cơn lốc xoáy kỳ diệu cũng có một số hành vi kỳ lạ khiến chúng trở nên khó nắm bắt.
Nó quét qua các thị trấn, đập phá nhà cửa, tủ sắt, phá hủy vỡ vụn hết nơi này đến nơi khác, nhưng không làm vỡ một chiếc bát nào trong đó. Những người khiếp sợ thường bị nó khiêng lên trên cao và sau đó được đưa trở lại mặt đất một cách an toàn. Đôi khi nó nhổ một bên của một con gà, song khi con kia vẫn còn nguyên vẹn. Nó đã thổi bay và làm xoắn một cây thông hàng trăm năm tuổi, trong khi cây dương nhỏ ở gần đó không bị hư hại dù chỉ một nhánh. Sự hình thành và hậu quả của lốc xoáy đã được nghiên cứu trong nhiều năm, nhưng nhiều bí ẩn vẫn chưa được giải đáp. Bí ẩn chưa được giải đáp về lốc xoáy. Hàng năm trên thế giới có hàng nghìn trận lốc xoáy cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, trong đó Hoa Kỳ chiếm hơn một nửa trong số đó. Vừa qua, một trận lốc xoáy xảy ra ở miền Nam nước Mỹ, sức gió tăng từ 185 km/h lên 555 km/h, cuốn trôi 329 người, hơn 4.000 người bị thương, hơn 24.000 gia đình bị thiệt hại, trị giá khoảng 700 triệu đô la. Châu Á, châu Âu và châu Đại Dương cũng dễ xảy ra lốc xoáy. Một cơn lốc xoáy xảy ra ở Nga, ở Maastricht, sau khi thổi bay khoảng cách khoảng 100 mét đã ập vào khu vườn của một phụ nữ nông dân Selene Geneva và thổi bay bà và con trai lớn của bà đến thành phố Jonicki. Lúc đó bà vô cùng hoảng sợ nhưng cô không bị thương một chút nào. Điều kỳ lạ hơn nữa là một trận lốc xoáy ma thuật xảy ra ở Nga vừa qua đã thổi bay cửa ra vào và cửa sổ của một ngôi nhà, đồng thời thổi đồng hồ báo thức trên ngăn kéo trên các mái và ngừng di chuyển. Lực lượng nào ngăn cản nó di chuyển? Các quốc gia trên thế giới rất coi trọng việc nghiên cứu lốc xoáy, nhưng bí ẩn về lốc xoáy vẫn chưa được giải đáp triệt để. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại.